Hôm nay thì Ma Xuân Quyết đã phải nghỉ vòng thi đấu này vì đã lĩnh đủ 3 thẻ vàng. Tiến lên! Pha theo người rất hay vừa rồi là của đội trưởng Lâm Anh Quang. Pha can thiệp chính xác. Pha xử lý có phần lúng túng của Đinh Xuân Việt. Ngày hôm nay thì đội hình ra quân của cao thủ Nam Định như sau. Thủ thành số 56 Đinh Xuân Việt, số 5 đội trưởng Lâm Anh Quang. Trận đấu mà cao thủ Bình Dương đã giành chiến thắng. Cơ hội, có Văn Vũ, không được. Và chạm bóng đầu tiên của Văn Vũ là hơi dài, vẫn còn Roma. Cơ Người ta cần nhìn thấy Oma như vậy. Một người đội trưởng chơi tả xung hữu đột. Và một lần nữa, người ghi bàn không phải là ai khác, đó chính là Tiến Linh. Pha tạt bóng quá hoàn hảo đến từ Pape Oma. Trước đó thì Tô Văn Vũ đã có một tình huống tiếp bóng không tốt ở trong vòng cấm. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên đến với Bình Dương và đó là bàn thắng. Các cầu thủ Nam Định đã cho rằng Tiến Linh đã ở tư thế việt vị. Chúng ta sẽ cần phải xem lại pha làm chậm để xem bàn thắng của Tiến Linh có hợp lệ hay không. Nhưng với những gì các trọng tài đã quyết định thì có vẻ như bàn thắng chắc chắn đã đến với BKMX Bình Dương. Ta cùng xem lại tình huống này. Pha xử lý quá hay đến từ Oma. Không có việt vị của Tiến Linh. Với cầu thủ có khả năng chơi đầu tốt như Tiến Linh thì thật khó để anh bỏ lỡ cơ hội như vừa rồi. Bàn thắng thứ 3 của Tiến Linh ở mùa giải năm nay. Trong đội hình của Hà Nội tổn thất quá lớn. Oma chân trái, không được. Một pha xử lý hay đến từ Pape Oma. Nếu như vừa rồi là bàn thắng, có thể nói là một bàn thắng rất đẹp, một siêu phẩm đến từ Pape Oma. Anh đã vượt qua được Wesley Rodriguez một cách rất đơn giản. Và sút bóng rất căng và bóng chỉ đi chệch khung thành trong gang tấc mà thôi. Onan rất nguy hiểm. Rất may cho BKMX Bình Dương là tình huống phạm lỗi vừa rồi của Thanh Thảo là ở bên ngoài vòng cấm. Suýt chút nữa thì Bình Dương tình huống phạm lỗi của Thanh Thảo nằm đúng trên vạch. Tình huống sút thẳng vào chỗ của Đức Cường. Quá nguy hiểm, chỉ có may mắn mới cứu thua cho BKMX Bình Dương. Đức Cường đã đứng im rồi. Thật sự là quá đáng tiếc cho Rodrigo. Thật sự là quá kỹ thuật. Bóng đã chạm mép ngoài của cột dọc. Tiến Linh rất hay. Cánh phải là Masaray. Masaray tạt bóng đáy đầu. Tiếp tục là một pha dàn xếp tấn công có nét nữa đến từ BKMX Bình Dương. Vừa rồi nếu như người đánh đầu là Tiến Linh hoặc là Oma thì rất có thể cơ hội sẽ là rõ ràng hơn đối với BKMX Bình Dương. Duy Khánh không phải là cầu thủ có khả năng đánh đầu tốt. Và chạm bóng cuối cùng của Duy Khánh là không tốt. Bóng ăn lên trời quá nhiều. Mở tỷ số cho các thủ Hoành Gia Lai. Còn ở trận đấu mà chúng ta đang theo dõi thì Tiến Linh là cầu thủ ghi bàn. Tiến Linh khá nguy hiểm. Pha xử lý gọn gàng đến từ Tiến Linh. Nhưng ở một góc hẹp như vừa rồi thì thật khó để cho Tiến Linh có thể có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nhà.
xử lý rất mềm mại đến từ Oma. Một pha mở bóng rất hay dành cho Victor Mansaray. Bên trong là Tiến Linh. Đánh đầu! 2-0! Khả năng đánh đầu của Tiến Linh thực sự là quá hay. Vừa rồi pha lật bóng của Victor Mansaray là tốt, nhưng nó không phải là một tình huống đánh đầu dễ dàng. Nhưng với Tiến Linh thì rõ ràng mọi chuyện sẽ trở lên đơn giản hơn. 2-0 cho BKMX Bình Dương ở phút thứ 59 của trận đấu. Vẫn là bộ ba Omar Mansaray và người kết thúc là Tiến Linh. 2-0 cho BKMX Bình Dương. Một kết quả hợp lý cho đến thời điểm này. Pha đánh đầu quá khó đối với Đinh Xuân Việt. Chắc chắn là không có lỗi của thủ môn này. Chỉ là Tiến Linh quá hay mà thôi. Bàn thắng thứ tư của Tiến Linh ở mùa giải năm nay. Quá hoàn hảo. Cả Wesley và Lâm Anh Quang đã theo rất sát Tiến Linh. Lâm Anh Quang cũng là một những trung vệ có khả năng đánh đầu rất tốt. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng này. Thậm chí nó còn đẹp hơn bàn thắng đầu tiên rất nhiều. Độ khó cao hơn rất nhiều. Nhưng Tiến Linh đã thực hiện nó một cách hoàn hảo. Rồi, Conan dứt điểm. Quá nhẹ. Conan là mẫu cầu thủ có thể sút nhanh và rất tốt bằng cả hai chân. Vừa rồi là pha ra chân nhanh của Conan nhưng bóng đi hơi nhẹ và đúng vị trí của Đức Cường. Một trận đấu rất hay của bộ ba Papeoma, Victor Mansaray. Nhưng rõ ràng là Nam Định đang chơi có thể nói là rất quả cảm. Pha chuyền bóng bằng đầu của Hoàng Minh Tuấn, cầu thủ vào thay người. Một tình huống chơi bóng trực diện rất hay đến từ Đình Mạnh. Lần này bóng không hướng tới cái đầu của Rodrigo mà hướng tới vị trí của Hoàng Minh Tuấn. Một cái chạm đầu rất khéo và sải chân dài của Rodrigo đã giúp cho Nam Định có bàn thắng. Raboli đã không thể kịp. Thanh Hóa đã nâng tỷ số lên 3-0 trong trận đấu gặp Hải Phòng. Và người ghi bàn đó là Hoàng Đình Tùng. Rất nguy hiểm. Ngay sau khi có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 thì Nam Định lại một lần nữa phải vào lưới nhặt bóng. Tỷ số là 3-1 cho BKMX Bình Dương. Và có vẻ như nó đến từ tình huống đá phạt của trung vệ Rabu Ali. Theo quan sát của tôi thì có vẻ như là bóng đã vượt qua rào chắn của Nam Định trong tình huống vừa rồi. Và Đinh Xuân Việt đã hoàn toàn bó tay. Những bàn thắng đến có thể nói là rất nhanh. Cú đá phạt quá khó của Rabu Ali. Và đúng như vậy, bóng xuyên qua hàng rào của Nam Định. Một pha làm rào lỗi. Tiến Linh! Hat-trick của Tiến Linh! Tuyệt vời! Một ngày thi đấu rực sáng của tiền đạo đội tuyển Việt Nam. Pha chơi bóng rất mất tập trung của trung vệ Wesley Rodriguez. Anh đã không theo được Tiến Linh trong tình huống vừa rồi. Một pha chơi bóng rất đơn giản. Ngô Hồng Phước có một tình huống đánh đầu sượt. Tiến Linh thoải mái băng xuống và dứt điểm ngay một chạm. Rất hay. Cơ hội cho các cầu thủ Nam Định. Cơ hội. Bàn thắng của Oso Conan. Một trận đấu rất hay của hàng công cả hai bên ở mùa giải năm nay. Và đi bóng rất hay của cầu thủ số 12. Đó là Đinh Văn Trường. Không phải là Minh Nghĩa. Và hậu vệ trái Đinh Văn Trường. Đây đã là những phút cuối cùng của trận đấu này rồi. Nhưng Đinh Văn Trường vẫn rất khỏe. Tốc độ rất cao. Rodrigo. Phá bóng mang tính giải tỏa đến từ Raboli. Và cơ hội tiếp tục đến với các cầu thủ BKMX Bình Dương. Có bàn thắng không? Không được. Ngô Hồng Phước đã quá đuối ở tình huống đua tốc độ cuối cùng.
có lẽ là Wesley Rodriguez. Một ngày thi đấu có thể nói là rất mất tập trung của hàng phòng ngự cả hai bên. Nhưng đây đã là những giây bù giờ cuối cùng rồi. Nếu như tỷ số kết thúc với chiến thắng là 4-3 cho BKMX Bình Dương thì đây thực sự là một trận đấu đáng tiếc. Đối với câu lạc bộ Nam Định, họ đã có một trận đấu quả cảm. Thật sự là như vậy. Nếu trách thì có lẽ là chỉ biết trách là Tiến Linh đã quá xuất sắc ở trong trận đấu này mà thôi. Như vậy là sau bàn thắng rút ngắn tỷ số chỉ còn 3-4 của cao thủ Nam Định thì trọng tài Đỗ Thành Đệ cũng đã nổi hồi còi kết thúc của trận đấu. Tỷ số chung cuộc, BKMX Bình Dương đã giành chiến thắng với tỷ số là 4-3.